nên trong phòng khách cũng có rất là nhiều các chất liệu khác nhau, kích thước khác nhau và giá cả rất là đa dạng. Chính vì thế nên là có rất là nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến quyết định mua một bức tranh, và một trong những yếu tố đó chính là giá cả. Trong video ngày hôm nay thì Amia sẽ giới thiệu quý khách hàng một trong các phân khúc giá của tranh trong phòng khách, đó là cái phân khúc 2 đến 3 triệu. Tranh trong phòng khách mà 2 đến 3 triệu thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn. Thực ra thì tại sao Amia lại chọn 2 đến 3 triệu thì thực tế là với mức giá 2 đến 3 triệu mà dùng để trang trí thì sẽ rất là phù hợp với nhiều cái không gian mà có và thu nhập của những khách hàng có mức trung bình thì khá để có thể trang trí cái không gian của mình cách chỉnh chu nhất. Thì với mức từ 2 đến 3 triệu thì nếu như bạn muốn tranh in thì có thể là sẽ lựa chọn được kích thước như là 80 x 1m50 chẳng hạn, ở cái mức kích thước to hơn một chút như 1m đến 1m8. Với những khách hàng yêu thích tranh vẽ mà không cần quá nhiều cầu kỳ thì có thể lựa chọn các mẫu tranh phong thủy, những cái tranh mà tranh phong cảnh thông thường thì chúng ta cũng có cái tầm mức giá từ 2-3 triệu, chúng ta cũng rất nhiều lựa chọn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Amia đi ngắm nhìn một số cái lựa chọn phân khúc 2-3 triệu trên thị trường. Với phân khúc 2 đến 3 triệu, khách hàng có thể đặt tranh theo yêu cầu riêng. Với các kích thước từ 1,5 đến 2 mét, tại cửa hàng tranh Amia, khách hàng có thể đặt tranh in theo yêu cầu với thời gian 1 đến 2 ngày và tranh vẽ từ 3 đến 7 ngày. Như vậy là chúng ta đã vừa mới cùng Amia điểm qua một số các mẫu tranh, những lựa chọn của phân khúc 2 đến 3 triệu. Hy vọng là quý khách hàng đã có thể